Chào mừng các cô chú, các anh chị và các bạn đã trở lại với kênh ẩm thực tại gia. Trong video ngày hôm nay, em xin chia sẻ tới các cô chú, các anh chị và các bạn công dụng tuyệt vời của quả bình bác, một loại quả mọc hoang dại có công dụng kỳ diệu để hỗ trợ điều trị một số loại bệnh trong đời sống, kèm theo đó là món bình bác dầm đá đường thơm ngon giải nhiệt cực tốt cho ngày hè. Và đây là những quả bình bác đã chín vàng vừa ăn, có mùi rất thơm, một số nơi còn gọi là quả nê hay là na diêm, mãng cầu diêm. Thông thường chúng mọc hoang dại ở nơi ẩm thấp, đầm vùng lầy, ngập nước, khu đất hoang lâu năm, bờ sông, rìa kênh. Cây thường cao từ 3 tới 7 mét. Toàn thân cây có vị chát, có độc, đặc biệt là phần hạt và phần vỏ cây có tác dụng sát trùng và được dùng phổ biến nhất đó là phần quả. Theo y học cổ truyền, quả bình bác khi chín có thể điều trị khí hư và các vấn đề phụ khoa ở phụ nữ, chữa trị các chứng thiếu máu, chữa tiêu chảy và giải nhiệt, mang lại tác dụng tuyệt vời cho sức khỏe. Bình bác có chứa lượng lớn vitamin C giúp chống lại gốc tự do gây lão hóa sớm, vitamin A giúp da và tóc khỏe, hỗ trợ thị lực, vitamin B6 chất xơ tốt cho tim mạch và hệ tiêu hóa, có tác dụng lợi tiểu, giảm trầm cảm, giảm axit tại các khớp xương. Và sau đây là một số bài thuốc từ quả bình bác được áp dụng vào trong đời sống. Bình bác có thể dùng dạng tươi hoặc là phơi khô, có thể dùng phối hợp với một số vị thuốc khác theo đơn của thầy thuốc đông y. Bài thuốc thứ nhất đó là hỗ trợ điều trị bệnh đái tháo đường. Ở bài thuốc này sẽ sử dụng quả bình bác xanh thái mỏng, bỏ hạt, phơi hoặc là sấy cho khô. Mỗi lần dùng 5g đun với 500ml nước, dùng uống trong ngày, giúp ổn định đường huyết cho bệnh nhân tiểu đường. Bài thuốc thứ hai đó là chữa biếu cổ. Sẽ dùng quả bình bác tươi đem nướng cho cháy xém vỏ để cho nguội bớt rồi lăn lên chỗ bị biếu. Mỗi ngày làm 3 lần, mỗi lần làm 30 phút và làm tới khi cục biếu giảm dần và tan hết. Bài thuốc thứ 3 đó là chữa tiêu chảy, kiết lỵ, trị run sán. Trong bài thuốc này sẽ dùng quả bình bác xanh đã được phơi khô, bỏ hạt từ 10 tới 12g xác với 500ml nước và chia làm 2 tới 3 lần uống trong ngày. Hoặc là nghiền thành dạng bột pha với nước ấm để uống. Và sẽ uống từ 1 tới 3 ngày tùy theo từng loại bệnh. Phần hạt của bình bác có thể giã nhỏ, nấu nước gội đầu hoặc là ngâm quần áo để trừ cháy rận. Và một trong những công dụng được dùng phổ biến và dễ làm nhất tốt cho sức khỏe đó là dùng để giải nhiệt. Bình bác khi chín có màu vàng, có mùi rất thơm. Vỏ bên ngoài thường bị nứt, cuống dễ dàng lấy ra. Sẽ dùng dao hoặc là tay lột lớp vỏ bên ngoài cho sạch. Tuy chúng có công dụng rất tốt, thơm ngon, nhưng mỗi người chỉ nên ăn từ 1 tới 2 quả trong một ngày để tránh gây tác dụng phụ. Rồi cho vào ly. Sẽ thêm đường hoặc là sữa tùy theo sở thích. Rồi dầm cho thật kỹ để cho ra nước. Ngoài ra thì các anh chị và bạn có thể làm siro hoặc là kem từ quả bình bác rất thơm ngon và bổ dưỡng, trẻ em rất thích. Các anh chị và các bạn có thể thêm đá lạnh để làm thức uống sẽ ngon và giải nhiệt cực tốt.
Cách làm rất nhanh và đơn giản thì chúng ta sẽ có một ly bình bát dầm đá đường vừa đẹp mắt, ngon và giải nhiệt cực tốt cho ngày hè. Đây là một loại quả mọc hoang dại không chỉ mang lại một món ngon thức uống tốt mà còn có công dụng tuyệt vời thì các cô chú, các anh chị và các bạn có thể tham khảo và áp dụng vào đời sống nhé. Và bây giờ xin chào và hẹn gặp lại các cô chú, các anh chị và các bạn trong video tiếp theo của em nha.